Người khác thì anh bán khoảng 30 triệu, em thì anh bán tầm 35 triệu. Anh ơi, cái tủ quần áo này sao thấp thế anh? Tủ quần áo á? Ôi, đây không phải tủ quần áo đâu. Thế cái gì vậy? Đây là tủ thờ đấy. Tủ thờ? Ồ, cái tủ thờ mà. Lần đầu tiên nhìn thấy cái tủ, tại nhà em không có thờ. Về cái này là thờ cho ai ấy? Thờ cho ai? Ở trên này. Ở trên này. Tủ này là thờ gõ đỏ đấy. Đây này, tủ thờ thì mới khảm đá như này này. Khảm đá đây là một cái nét văn hóa đặc trưng riêng của người miền Tây. Họ mới dùng. Gỗ thì làm bằng gỗ đỏ, gỗ đỏ. Ở dưới miền Tây thì gọi là gỗ bên. Cái tủ này là bền cả trăm năm đấy. Oh my god. Wow. Bền hàng trăm năm. Bền hàng 100 năm ấy. Mới học à. Thế sau này mà em có vợ có chồng ấy. Chưa vợ được à? Sau này mà em có chồng ấy thì khả năng là sắm cái này về thờ cho các cụ các ông mình. À, nó liên quan nhỉ? Nên có chồng này làm thờ cho các cụ là sao ta? Thì có chồng thì mình phải lập gia tiên rồi mình phải thờ ông bà tổ tiên đúng không? Thường là không có chồng là không được nhập gia tiên à? Thì không có chồng thì làm sao mà đã cho giao cho mình một cái gia đình riêng được đúng không? Kể cả là mình ở riêng thì mình vẫn chỉ tư cách là mình đi ở riêng thôi, chưa phải là gia đình riêng, bởi vì có gia đình đâu mà riêng. Nhưng mà trước tiên mà em muốn là lập cái gia tiên hoặc là lập cái bàn thờ riêng ấy thì là em phải có chồng đã. Đấy. Lấy chồng à? Cái bàn thờ này cũng lạ. Là muốn có là phải lấy chồng. Đúng rồi, có chồng mới là có chồng là mới được mua bàn thờ, không có chồng là không được mua bàn thờ. Mua thì vẫn mua được nhưng mà em cũng không thờ ai cả. Không thờ ai. Thỉnh thoảng chui vào mặt thôi. Nếu mà em có điều kiện thì mua trước đi. Anh giảm giá cho. Người khác thì anh bán khoảng 30 triệu. Em thì anh bán tầm 35 triệu. Sao lạ nhỉ? Chưa lót đi. Tiện đây là cũng review chia sẻ với em với cả mọi người luôn về cái tủ này. Đấy, để mọi người cùng biết về cái văn hóa cũng như là vì cái đẹp, độ vẻ đẹp của cái tủ này. Thực ra đây là một cái sản phẩm cũng như là một cái vật dụng rất là thông dụng ở trong gia đình, mà đặc biệt là đối với người có cái sự hơi lớn một tí ấy. Kiểu như là các bác lớn một chút thì sẽ thường sử dụng những cái mẫu này. Đấy, để làm gì ạ? Đây là những nét đặc trưng từ ngày xưa rồi. Đấy, từ nét văn hóa truyền thống. Đây là giống như là một cái sản phẩm truyền thống, sản phẩm truyền thống. Thì được kết cấu từ hai bên là hai cái học hai bên, và một cái học giữa này là học chính. Thì giữa thì được uốn cong như này. Đấy, để mà uốn cong được như này thì cái ván này này cũng phải được người thợ cũng phải rất là khéo léo để lồng vào những cái đường mộng này. Đấy. Và các nét hoa văn này chạm. Đây là hoa văn hoa lá tây này. Đấy. Còn đây là những cái xương, những cái cột, nhưng mà cũng được chạm khắc bằng cái hình tượng rồng như thế này. Hình tượng rồng. Đấy. Đẹp quá ha. Nhìn cái này giống như cái ô cửa không? Giống. Giống cái ô nhưng cửa. Mà cái này không mở được anh. Cái này không dùng để mở. Nếu mà mở thì sẽ dùng cánh ở bên hông này. Cánh ở bên hông thì mở ra. Đấy. Ở trong này thì sẽ để những vật dụng đồ đạc của gia đình, ví dụ như là những thứ liên quan đến thờ này, vài chiếc đèn nếu mà đến Tết mới dùng, hoặc là hương, hoặc là nếu có thì những cái vật dụng như kiểu đĩa này, rồi những cái vật dụng mà chuyên môn của thờ. Đấy. Để mà các bác hay là các ông dùng để thờ. Giờ trên cái mặt này ấy, là mình dùng để giống như là cái trưng, mặt bàn. Trưng. Trên này là để thờ, có thể để hình ở đây. Đấy, rồi là bên này thì có thể để trái cây, để cây, để một cái cây để cho đẹp. Đấy, cho nó đẹp. Toàn bộ đây là chạy chỉ. Chạy chỉ ở đây là chạy chỉ. Đấy, chạy chỉ như này. Chỉ này là chỉ rời, bắn vào. Bắn vào. Đây là rời ra này. Rời.
Ván thì toàn bộ là được làm bằng gỗ đỏ 100%. Rất là chắc chắn. Tủ này bảo hành 10 năm không hỏng. Thực ra đồ gỗ này thì... Bởi vì sau này nó sẽ xuống màu. Gỗ thì nó sẽ xuống màu. Căn bản ấy là ở trong cây gỗ nó luôn luôn có nhựa cây. Và nó sẽ đổ ra thì nó sậm cái màu xuống. Khi mà lúc người thợ người ta làm ấy thì sẽ tẩy trắng đều để cho màu gỗ nó đẹp. Đấy. Sau đó thì cái nhựa của cây gỗ nó sẽ chảy ra và nó chìm màu xuống và nó thẫm hơn. Đấy. Nên là thông thường thì không ai bảo hành nước sơn. Cỡ khoảng 5 năm sau thì nước sơn khi mà nó tối hoặc là xước ấy, thì mình làm lại nó lại đẹp bình thường. Cái này như kiểu là con trai ấy nhỉ? À. Con trai khảm trai. Đây được làm bằng gì? Cái này gọi là khảm đá. Khảm trai mà. Khảm trai. Khảm trai.